Xin chào ông bà cô chú và các bạn. Hôm nay con với hai con sẽ ăn món gà luộc chấm muối ớt. Bây giờ hai con sẽ xé ra nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đưa cái đùi nha. Ok. Đưa cái đùi. Ăn đùi phải không? Dạ. Như con ăn đùi hay ăn cánh? Con ăn đùi. Ăn đùi. Wow, ôi đùi to quá. Cay nha, con chấm ít thôi để cay nha không? Dạ. Con mời mọi người ăn đi. À, con mời hai. Mời ông bà cô chú ăn. Rất là vừa ăn luôn. Mời ông bà cô chú rất ăn. Vừa ăn. Đùi rất là to luôn. Mẹ ơi. Mời mọi người nha. Ngon quá. Em ơi. Ngon. Ngon. Em có cần hơi quậy. Ngon không? Dạ ngon. Mẹ ơi. Con ăn không? Ăn không? Mẹ ơi. Vô đây nè Trung Nhân. Gà thả vườn nè cho nên nó dai ngon lắm mọi người. Mẹ ơi. Thịt gà dai dai rất là ngon luôn. Ngon. Chấm muối ớt ngon. Ngon quá. Gà lạc chấm. Gà luộc này làm rất là ngon à. Luôn. Con ngồi sát vào đây không? Gà rất là to, ăn rất là đã luôn. Ngon, ăn vậy vô. Cay không kịp? Dạ không. Không, cay. Mẹ ơi. Ăn không? Gà. Con ăn không? Mời mọi người nha, dai lắm, gà vườn á nên nó ngon, dai. Chấm muối ớt nữa, cay ngon. Nè bà cô chú ăn nha. Hỏi mình chỗ mình chứ. Ngon. Gì ăn không gì? Dạ ăn. Nè để đây cho con nè, thay xuống để nó khác được không? Mi ơi. Ơi. Ăn con hơi quậy cho nên ông bà cô chú thông cảm nha. Rất là vừa ăn luôn. Quá ngon. Ngon. Tại vì gà mình gà đất á mà nó dai nó mới ngon vậy đó. Chứ gà kia nó đâu có bằng. Chấm cái vô. Dai dai ăn rất là ngon luôn. Mời mọi người nha. Rồi con ăn nào, con ăn tánh hay ăn như tánh. Thịt tánh không? Chị cá con cá. Ăn chưa ăn hết cái đùi nữa. Đùi to quá. Mà con ăn xong bây giờ con ăn. Nè, ăn xong chắc hết kết thúc clip luôn. Trời bự. Thôi chờ cho quay phim cái đầu đi.
chưa cho caramel cái đầu. Ừ, mà con. Dạ, cảm ơn. Mẹ mở cái lỗ đất thì giống con nè. What the fuck? Chờ vô quay phim cái đầu với cái phô câu. Với một cái trứng. Có cái con gà này có trứng không hả? Không, con gà trống. Mẹ ơi, mới lên thị cho con, cái sĩ. Mẹ đi, ăn đi, thôi mở cho. Ừ, được rồi ha. Được rồi hả? Bao bà cô chú uống nước nha. Mà bà cô chú uống nước nha. Mời mọi người nha. Vô đi, vô đi. Cũng đi, cũng đi. Vô. 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 Nhậu tới bến luôn đi. Không say không về. Say, say xỉn mới về. Gà mặt ha, ngon hả? Gà ngon. Luộc chấm bớt ăn ngon, cây mặn mặn cây cây á ngon, trắng mấy mặn mặn cây cây chứ ha. Ừ, có gì không? Mình ngửa nước. Mẹ ơi, bà cô chỉ uống nước. Duyên gan không vậy? Con gan không? Kẻ không? Mẹ ơi. Có ngoài không hả? Có màu. Mày là con, ăn không? Cứng là con được không? Ăn được không? Chuyện cứng á, đúng không? Ăn nguyên nha, ăn miếng của bạn nha. Thôi một cá, một cá. Một cá nè. Cứng là chừng dai á. Còn ăn hết hết rồi.
Dạ hả? Ừ, mẹ cứ bỏ cái gọt ăn nào, nó nở nào mẹ lấy cho. Ăn thịt thấy da hả? Con thịt thấy ăn da. Da. Mẹ bà cô chú uống nước nha. Mẹ bà cô chú uống nước. Mọi người có thấy kênh mình hay nhớ đăng ký ủng hộ nha mọi người. Được không? Út. Giá là khoan đó không? Khoan cái mề không? Chị ăn không, không nổi. Mời mọi người nghe, cái món này. Rất là ngon mặn. Cái đầu nè, với cái màu câu chưa? Chị sẽ chừa cho caramel nha. Chị đi quay phim đi. Con nào đây lấy cho. Ăn hả? Ăn hổng rồi đó. Ngon. Chiên da gì? Bây giờ đến đây là kết thúc rồi. Nếu ông bà cô chú và các bạn thích kênh con thì nhà hãy nhấn đăng ký ủng hộ con nha. Bye bye, bye.